Hello anh em, mà chúng mày nó quay trở lại với channel của mình đã quay trở lại rồi. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục với cái series đó chính là câu cá bựa này nha mọi người. Vâng, và hôm nay tôi sẽ đã có mặt ở đây rồi. Tôi sẽ đi câu. Và đây là một vùng đất hoàn toàn mới nha mọi người. Đây là vùng đất biển thành phố. Thì do lúc đó bắt được con khá là to mọi người. Nên mở được ra cái này, được mừng phết. Mình xếp thôi để coi đây có con gì không ta. Có con rồi, có con cá voi xanh nhỉ. Trời ơi, mắc bự luôn, tuyệt vời. Tôi sẽ cần ra xa nào. Rồi rồi, có con này luôn. Con mồm que nó nhìn nhìn thế mà nó ăn ăn dữ ra. Nhìn mồm mắt que thế mà được câu con mồm que đó luôn mọi người. Vào cửa tiệm nào, sau đó ta lại câu cá voi nhỉ. Đừng nha. Rồi, đã câu được con mồm que mọi người. Để coi dưới này có gì vui không. Đây đây đây, có con cá bảy màu à. Nhìn sặc sỡ đấy nha. Rồi tôi sẽ vào cửa tiệm mua cái. À chưa chưa, chưa nên mua. À mua được rồi, nên mua. Nhầm lẫn mọi người. Còn 900 này. Clip trước mới 100.000 vàng đại gia xong giờ không có xu nào luôn, quá buồn. Hồi 8 7 6 5 4. Con này này, con này là mục đích của mình nhé. Không sao, bình tĩnh mọi người, game này game bình tĩnh nè. Pắc pu, pắc pu mọi người, pắc pu, pắc pu à, pắc pu. Đây có con này rồi, ok, rất rất chi là ok. Dựng ma mồi để gì đấy. Thì tôi không muốn coi nghe chưa. Có 900 vàng à, để vào vào đâu nhỉ, vào lấy cá bán lại, bán cả còn cá voi luôn. Anh đại gia mà. Cá voi giờ chỉ là phù du thôi, không có bắt được rồi. Sợ chi lắm bận nhỉ. Đây đây đây, cái con này này, con cá kiếm hồng này mới là mục đích của tôi đến đây này. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Mẹ mày thả cục mồi đây cho tao. Từ bắt con nó cần level cao vậy. Thôi vậy là còn lâu mới bắt được con nó nha mọi người. Bớt ảo tưởng đây. Trời ơi, cứ còn lâu mới bắt được con đó kìa. Buồn ghê gớm. Để coi dưới này có gì vui luôn. Tiện thế. À, đây không có gì vui vậy. Con cá. Lúc đấy nhá, lúc đó thì mình đã ra đây một lần và thấy 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 có cái móc thuyền trưởng, cái gì nhỉ, cái đó người ta gọi là cái gì ta, cái để điều khiển cái thuyền đó mọi người. Đậu xanh. Rồi lại nào. Đây, không còn này cũng được rồi. Để xuống ghé coi cái đó người ta gọi là cái vô lăng em ta. Nhưng mà nó là ô tô rồi. Đó, có con cá lè lẹt này tôi muốn bắt nè. Rồi thôi được, anh sẽ bắt mày, con chó. Không tin không bắt được mày con chó.
cả là loài là tao nhìn đẹp ghê. Đủ xanh đây nè mọi người, đây chính là nó. Thấy chưa mọi người, trời ơi nó mặc đẹp hơn. Thì cái kinh câu á, có cái kinh câu tôi đã bắt được rồi, tôi đã câu được nó đây. Hồi thị cung của mình này, bây giờ chỉ thiếu cái đó thôi, tôi cần cái đó nhất. Bán đi, sau đó cũng bán bớt cá đi, rồi sau đó là nâng cấp lên, hợp lý không? Bán hợp lý luôn, có con gì nhiều nhất nhỉ? Con cá voi xạ tụ này này, có hai con cá nhà táng kia, bán đi một con. Ok, còn con gì nhiều nữa? Có con chim hay cụt này không cần. Cứ để đó đi, bán có mập này luôn, không cần, tôi chỉ cần cái vô lăng nó thôi. Ok mình ơi, chùa thế có sao là nó bán nào không ta, không sao là phải bán cá tiếp đó. Đây cũng là con cá mới này, quá nhiều con cá mới quá. Cá hụt vãi, nhìn cái mặt gì ở vãi. Tập này phải có cái gì mới chứ, không lẽ chỉ đi check map vậy thôi. Này cái con này tọa sao em nhỉ? À con rực rỡ. Ui còn xa lắm, phải bán hết cơ, bán hết nó mới đến. Ok, tôi sẽ chấp nhận là bán hết để câu lại sau, bởi vì tôi thấy cái đó rất đẹp mọi người. Trời ơi nhìn quen vũ ấy. Hai nhà táng xin lỗi mày nha, con cá mặt trăng xin lỗi mày, con cá nha, sợ con cá voi xanh không được bán mọi người, bởi vì nó là người ngự trị của cái điện này nè. Tôi sẽ không bán nó đâu, tôi sẽ ra nâng cấp nào từng ngày mà không đủ nâng cấp nữa thì lại luôn, còn lại ngàn. Ok bán lấy cá nào, để coi đủ xa chưa, mong là đủ xa rồi nha. Không đủ xa thì đúng là hơi buồn. Đừng buồn thật mọi người ơi, buồn quá, buồn sâu sắc. Không tới kìa. Không tới, trời ơi, không tới. Không tới mọi người, không tới. Buồn quá, chán quá. Mẹ tôi chán thật đấy. Không tới nó mới đau. Thôi thì cầu mấy con đấy bán xong nâng cấp cũng ok, cũng có cái gọi là thu nhập mọi người nhỉ. Rồi để giữ đi, lại phải để giữ lại từ đầu. Đầu phóng. Rồi để giữ mấy con này luôn, để nó kem vàng, thời gian mình chưa bắt được con gì. Giờ nâng cấp lên thì nó cũng không tới đâu nhỉ. Từ hồi tập sau ta sẽ đi câu cái vô lăng nha, hay giờ đi câu cái kính nhỉ. Nhưng nhà có cái kính rồi. Thôi kìa, tập này có cái kính cho mọi người xem. Mong là câu tới nha. Gần hết chưa? Đừng! Mẹ nó đã
đáng ghét thực sự mọi người ơi. Vật giá nhất từng mạng. Đừng nha, đùa vậy không vui nha. Đừng nha. Tôi biết nghe là kiểu gì nó cũng làm vậy mà. Thôi tập sau. Ok thì chắc là mình sẽ kết thúc tập này đây thôi. Cảm ơn mọi người.